Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Chỉ một chút xíu thời gian của trận đấu mà thôi, lúc này tất cả số lượng người chơi còn lại chỉ còn lại có 35 mà thôi. Trận đấu em ơi, VK em ơi. Ok, MP5 bắn xa về ngầm Nick vẫn rất là tốt nha anh em. À, giết được cái thằng Funky em fake. Bánh sô-cô-la lên em lấy này. Bánh sô-cô-la ở dưới anh còn chưa thèm phá bây giờ. Thôi kệ đi em ơi, kệ đi. Bao giờ loot được thì loot thôi, quan trọng gì đâu. Để con đổi, không hết sắp hết sự kiện. Kệ đi em ạ. Có cái hành động thôi mà, hành động anh còn mấy hành động còn chưa nhét vào nữa cơ. Đã còn thừa hành động mà, quan trọng gì đâu. Không thể cho đơn phí. Của rời cho nên lại không nhặt. Của trời cho hả, thế anh em. Đúng rồi, à thôi cũng được của trời cho à? Thế đưa đây anh, đưa đây. Đang tính không lấy nhưng mà thôi, Long bảo của trời cho. Nhê, yeah, bên anh giảm thanh. Thấy chưa? Anh em thấy chưa này? Team có 4 người này mà nó không cho Upin, không cho Long, cho mỗi tôi đấy, quý tôi mà anh em. Nó cứ vang ấy anh hả? Vậy thôi, trận sau. Vang là vang cái gì em ơi? Không cần đâu. Long là dỗi thật. Đâu, anh bị hâm à? Anh có làm gì đâu. Anh không biết gì cả. Anh ngây thơ vô số tội. Chào anh Sikao hả? Ok, chào mọi người nha. Ủa, dã man luôn. Thế anh em ạ, từ đầu trận đến giờ mình có đúng một kill nhá. Trong khi đấy thì anh em thấy chưa? Bo đầu tiên nó còn chưa xuất hiện nữa cơ mà chỉ còn lại có 25 người chơi. Dã man không hiểu cho nó nhảy ở đâu ấy. Thế nhiều khi mình vẫn cảm giác có hiểu có những trận anh em như này thì chắc chắn là tìm người, tìm lòi hai con mắt chắc là mới thấy người anh em ạ. Thật sự luôn. Với những trận đấu như này. Hello mọi người. Ra bánh này. Thôi em ơi, anh lười lắm, anh không muốn đập bánh nữa đâu. Đập nãy giờ mệt mỏi quá rồi em ạ. À, thôi cũng được. Em đập mất công bây giờ vào đập chung vui luôn. Không, nó lại bảo là... Thế đồ của em dội. Không, nó lại bảo là anh lười, có mỗi cái bánh không thèm đập. Đúng rồi. Để phải vận động để... Đó. Có người. Làm gì có ai đâu em ơi. Tầm này chưa có ai cả. Bò về thao đồng hồ. Đây có xe nữa này. Thế cứ hai người lên một xe mà chạy. Ubin chở tao. Tháp đồng hồ hả? Thế ra tháp đi. Ra tháp đi mấy đứa ơi. Đi luôn. Quanh chung nghe địa các thứ thì tìm người này. Cứ qua tháp thôi, chứ sao giờ. Ok, cũng được, đi. Có tháp Ubin. Mày đến đâu rồi? Đây, đang qua đây. Cái gì đây, Gu? Uầy, hai đứa đang mãi là gốm cả. Thôi qua đây. Thôi qua đây, qua đây, qua đây. Ubi lên mày. Qua đâu? Xuống xe em ơi. Đang qua đây. Lên Gu. Chả biết hai đứa nó giờ đây làm gì nữa. Ra xem bụi chuối nó xóa chưa. Hồng sắc hơi nhiều này. Rảnh quá hai em. Anh thử xem bụi chuối lớn chưa. Đổ lộn mất khẩu súng à. Ồ, thằng bé em bố mẹ ngồi ngay cạnh không mà đứng mic. Thôi bảo Upin nó đi ngủ đi em ơi. Giờ mai chơi cũng được, việc gì đâu. Nay không chơi mai chơi game mai vẫn học. Còn đấy. Mai học. Sao em mày? Nhà bao việc. Cô ra hả? Em lấy sai đi em. Em cũng có đạn. Không có đạn hả? Đây vứt đạn cho này mà xài em này. Đây này. Đạn này. Một mang thôi. Có giáp không? Xem em xem có giáp không?
Không có đâu ạ. Tôi thiệt xuống kim giáp đã mày. Căn lòng ba bên dưới đấy. Rồi xong. Nãy giờ trông có vẻ như là im ắng thế nhỉ anh em này. 25 người chơi vẫn giữ nguyên cái tỷ số này luôn. Thế to đấy. Dân play đấy. Lao đâu rồi em ơi? Cái gì anh? Lao đang kiếm giáp à? Tầm này chả biết đi đâu. Có khi lên này cũng chờ đi. À, qua khu dân cư trước nha. Chỗ kia là Mountain Chuck, đây là cũng kệ à? Đây. Qua khu dân cư đi mấy đứa ơi. Ok. Kệ thính. Kệ thôi chứ sao giờ. Thằng Ubi sáng nay nhập quật. Này có người này, có người này. Một đứa thôi. 4F1. Cái đầu xanh này. Cái đầu xanh này. Dụng nha em ơi. Lên bả đi. Hình như bên phía sườn của người nha, mày đỡ ngồi cẩn thận. Đúng phía sườn của người không? Bên dưới đây, bên dưới đây. Upin em ơi, đây, anh cứu này. Bên dưới con người nha. Chỗ mấy thùng container nha mày đứa ơi. Quên nhỉ. Tham đồ, mày tham đồ. Không cứu được, không cứu được. Đó là lấy máu không? Anh có 11 túi máu nhá. Với em. Lau này, máu này. Lận đi em. Cho anh lấy bớt đi anh, em không đủ rồi. Ok ok. Hé mô bi này. Thế rồi, chạy kìa. Bắn vào tôi chạy. Chạy à? Chạy. À, chạy à? Hay lắm mô bi ạ. Được, good game. Cô vừa thế mà lại cùng vừa thôi. Tại khi ở đây anh em đi rồi thì vội từ từ để em ớt. Ớt thật lắm này buồn cười nhỉ. Mình phải có xe, mình phải cậy mình có xe mình đi trước. Đứa nào có đại tiểu liên không tranh sĩ nào. Đây em xong băng này anh. Thiệt sắc em có một việc này anh sĩ ơi. Thế à? Chờ anh sĩ quay lại. Để anh. Ơ Upin chắc nó lượm mất rồi. Nó lụi hết rồi anh ạ. Lụi hết của anh em rồi đấy. Đây ok, gấu già này, sao mấy đứa không lấy? Long thì nó không chơi rồi, Upin nó cũng không chơi à? Hay là cái Moni đã. Chủ điên này, baby. Đâu em? Ờ. Đấy ờ. Đâu ạ? À đây đây đây. Mãi mới nhìn thấy. Ôi chết rồi. Rồi đem em đi xe kia cho anh lên xe thằng Ubin đi. Thôi kệ đi em ơi. Người ưu tiên. Đi bộ cũng được à? Cho con người. Bảo kê bảo kê. Không đi bộ được. Cả team đi xe để anh đi bộ. Ừ. Thôi anh đi bộ sống cho dai. Cho chúng mày đi xe. Không. Anh đi bộ thôi. Ok. À đây có một con xe nữa này. Thế mới mỗi người một xe hả? Đúng rồi, mỗi người một xe đi. Ok luôn. Chơi luôn. Xong giả vờ như kiểu anh em đang đuổi nhau, chúng nó tưởng là đua xe F1. Đâu ai nghĩ đua xe bao giờ đâu. Đua xe trái thì... Team 3 người, mỗi người một xe luôn này. Đua xe thì ok. Lên trên cổng trái đi em ơi. Đua xe đừng đua như này nhá. Đua xe này anh có chơi Misa đâu mà đòi đua. Em cầm Misa đâu. Gắt quá nhỉ, đã hack xong rồi cơ. Lên trên đây Long ơi. Một pha xử lý chó gặp. Còn ai đâu nhỉ? Đâu rồi mấy đứa này? Ủa? À, bóng keo. Chạy thẳng luôn Long ơi. Cái đậu xanh này dưới bóng keo ơi. Ủa ấy. What the hell này. Ơ, KS lỡ KS mạng của Long. 235 em ơi, 255 này. Dưới bóng keo có cây.
Không hết bông keo rồi anh ơi. Đây. Thôi thôi. Vứt con xe ra hộ anh cái. Cứu anh, cứu anh. Tất nhiên rồi, anh yên tâm. Không có bông keo thật à? Thế này chia cho. Thật. À anh cũng không có quả nào luôn. Dã man. Có súng điện không Long? Này này, cầm khẩu súng điện bắn hộ anh cái. Đâu? Ok ok ok. Nãy lỡ cái bạn của Long, đậu xanh. Không sao anh ạ. Ôi trời, em cái của anh mẹ mấy chục mạng rồi cơ mà, không sao đâu anh. Làm gì đến mấy chục mạng? Thật, cái lúc mới chơi với anh còn bảo em là thằng chó gặm, em vẫn nhớ cô ấy. Nhờ đó là thực hành hơn. Anh bảo em thằng chó gặm Âu giờ, anh con người đàng hoàng. Thôi. Ai bảo em thằng chó gặm Âu giờ thật. Con người bét nghiêm túc em nhá. Thôi. Thật. Anh là con người như vậy. Được, thế... Ui. Em còn phóng nhân phẩm nữa. Đã nhân phẩm yếu rồi. Thằng Ubin nhá, em kể cho. Thôi. Vừa quả chiều nay. Lên chọi em ạ. Sao nó đi em. Thằng Ubin nhá. Vừa quả chiều nay lúc 3 giờ đang chơi danh ở chỗ map đảo thiên đường, nó vừa xong sao nữa phát thính đè cho chết, nó nhảy qua cửa sổ phát thính đè chết. Đúng số nhỏ có khác mà hai đứa mặc đồ đôi với nhau à, có bị gay không đấy? Đỡ mặc anh đây có bông keo anh ơi. Thật anh nhiều bông keo lắm rồi, 5 quả bông keo rồi. Để em quả vậy. Sao mấy đứa cho anh à? Đây này anh vứt lại cho này. Cho thêm một quả đây anh, một quả thôi. Đây okay. Để em quả, em hai quả đủ chơi rồi. Lấy nữa không? Thôi ạ, anh cầm lấy đi anh. Anh xin có xe được rồi. Nhanh rồi, hai đứa đi chung với nhau đi. Thôi đi. Hai đứa đi chung với nhau đi, đi chung với nhau đi, mặc đồ đô đi chung với nhau bình thường mà. Nhờ. Đồ này gọi là đồ, gọi là ngẫu nhiên nó được. Phải đồ đô. Ngẫu nhiên đâu. Tí em ra em mặc luôn cái bộ giống anh bây giờ đấy. Thôi à nha. Đồ đô. Được sao không dựng được. Ui đây mày hết. Game này chú được. Ok ủa lỗi hả, cứ cứu xong bị gục này. Ui bắn cái gì vậy, nó bắn cái gì vậy không biết, game lỗi thế đấy. Đứng ở trong bông keo xong nó lùi ra ngoài. Vâng game. Thế không phải là game thế này. Thế rồi rồi. Quá lỗi. Chạy à? Hay lắm, một đứa xa nữa. Đây này. Thấy rồi nha. Hay. Ok. Ui đám đó thế. Ông viên cái này của anh em. Bên trên nữa. Ui đậu xanh. Trời. Con xe này hả? Kéo anh. Ngay chỗ con xe em ơi. Phá xe nó. Phá xe nó cũng được à, ngại gì đâu. Có một rồi. Chưa đâu mẹ. Có một đứa đó. Em ơi này còn căng lắm. Tính đi. Có một đứa thôi. Đâu làm gì còn 9 cơ mà. Anh bị lag à? Bên em này có đâu? 3 đứa này. Ba đâu? Em bị lag còn thì có. Anh bị lag ấy, anh bị lag. Đâu bên anh nó hiện còn tất cả 7 nè. Còn 7. Ui Long ơi, máy phò rồi em ơi, máy phò rồi, vứt máy đi em ơi. Máy em mẹ Samsung Z1 anh cứ đùa. Ra ngoài mấy phò rồi mà đến lúc nó phải thay máy rồi Long ạ. Thay máy đi. Thôi mày yên tâm em. Chạy vào này. Chạy vào này. Ok. Upin lại cái. À Upin đứng ở đâu gắt thế? Đứng mãi sau mà. Cái gì vậy? Anh nhiều hòm sát kìa, nhiều hòm sát của em kìa. Hòm sát nó lơ lửng em ạ. Nãy em dựng bong keo mà. Game ấy. Game giờ lỗi lắm. Lên đồng 3 đi. Ở đồng 3 anh không lượm nữa cơ. Thế này lấy đâu ra đồng 3 mà sai. Để bên dưới, bên dưới này. Vút tâm anh ơi. Hay đấy, như thế đấy. Thế này rụng rồi. Rụng rồi nha em ơi. Còn bạn không? Quá toàn. Boring trên. 3 đứa 1 pin. Một đứa đã bị hạ rồi. Phía sau. Đằng sau. Bên trên rồi. Có một đứa. Có một rồi. Thằng cuối thôi. Hay lắm. Nó mãi sau pin này, pin nó không bật mic. Đúng rồi. Đứng sau.
Nó lại quay ở đây thôi em ạ. Chắc là trên nhà rồi. Chờ nó xuống thôi. Nó đứng nó quậy. Làm sao? Quẩy gì buồn cười nhỉ? Ui, qua đây rồi cả. Lẹ vậy. Rồi ok. Good game luôn. Chưa buồn với Long nhỉ, hai đứa ra đi. Thôi, nghỉ đây nghe. Em xin phép off. Off hả em? Ok ok. Ủa sao rồi? Rồi anh. Em gì đâu rồi? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.